vậy mà sao phụ chứ? Đỉnh cao nhất Sài Gòn. Vũ Trí Academy hôm nay hướng dẫn các bạn cách kiểu tóc xoài bát trung nền, tự cắt tóc tại nhà trong mùa dịch nhé. Trước tiên các bạn bấm danh xung quanh, kéo chạy hết cái tóc gồm là phía trước này ta, lấy ngón tay đỡ cái đầu cây kéo. Đặt cây lược vô, chặt cái tóc dài, đừng có cắt sâu quá nhé, sâu quá là sâu vô tới đây là mất hết cái chân ha. Cái khúc chỗ này nó đẹp hay không, nó nằm nó nhờ vào cái điểm cong như cắn cái điểm này ngay lỗ tai, cắt băng ngang qua. Có người ta gọi là bắt vuông, có người gọi là bắt thường, và có người thì gọi là bắt ngang. Đó là những cái câu từ của địa phương, các địa phương người ta dùng, tất cả nó là một kiểu này hết. Ngang với này để ráp đến bên kia mình cũng căng ngay lỗ tai là mình cắt, tránh cái trường hợp nó bị cao thấp. Và các bạn hãy chấn nha, từ thế này chấn lên trên này, các bạn chấn như thế này, chạy xong rồi thấy không, thấy cái chân tóc không, mà đừng có chấn sâu như tới đây hư nha, chấn tới đây, chấn tới đây là đẹp. Chạy tóc không, tóc mà của khách dài quá thì mình chạy tóc qua hai bên như vậy để cho nó chống cái tay ra nè ha, chống cái tay ra để mình nhìn thấy được cái chân tóc nó nằm ở vị trí chỗ nào để mình bấm, bắt đầu mình bấm từ chỗ này chấn xuống. Đưa cái kéo lên ngón tay đỡ làm cái điểm chuẩn nha, cho nó vững cái kéo nè. Tiếp từ cái điểm eo này bấm thẳng xuống theo với cái chân tóc, đừng có lấy sâu vô như vậy hư nha, lấy sâu vô vậy hư mà cũng đừng có mở ra nhiều quá ha. Cẩn thận nha, cái chân kéo cắt vô tay nha. Để vuông góc như vậy cho nó đẹp nha, vuông góc như vậy để cho nó đồng với cái bát, bát nó có cái góc vuông thì gãy cũng có cái góc vuông, nhớ hai cái đó nó đồng với nhau thì nó mới đẹp. Còn ai khách hàng họ thích, ai thích bóng tròn góc thì bo tròn thì tùy thích các bạn nha. Đúng là góc này, chỗ này có góc, chỗ này có góc, nó phải đồng nhau chứ sao. Phía bên phải thì các bạn sẽ chạy đưa đầu phía trước như thế này, cũng chấn đi theo cái chân tóc như vậy luôn cho nó có cái độ cong ha. Bên này cũng vậy nha, chấn ngang bằng với lỗ tai giống như bên kia luôn. Và cái lỗ tai là cái điểm chuẩn để cho mình canh để tránh trường hợp nó bị cao thấp. Tiếp đến phía bên phải thì các bạn cũng làm giống như bên trái, cũng cắt nó ra như vậy để mình thấy được cái chân tóc nó nằm ở điểm nào, và mình sẽ cắt từ chỗ này lên đây, chạy xéo nó qua một bên, kéo nhẹ tay ra phía sau để cho nó có độ trống trải. Cái phía eo thì các bạn cũng bẻ cái dần tay xuống này, bẻ cúp xuống như vậy, cái lượt vô chấn, chấn cho cái tóc nó lòi ra, bắt đầu mình đưa kéo vô mình cắt. We'll be right back.
cho nó mỏng bớt xung quanh. Và nếu như các bạn mà không làm được như vậy thì các bạn sẽ làm như thế này, úp tay lại. Thầy đang hướng cho các bạn cắt tại nhà những kiểu nào nó dễ hiểu nhất, đơn giản nhất, không có cầu kỳ giống như ở lớp học. Úp tay lại. Các bạn cắt cái phần trên này, phần ở dưới này nó ngắn á, thì các bạn nó hơi khó cầm ha, thì các bạn ngửa tay vào kiểm lỗi nha, nó dư này, thấy không? Cắt. Còn một cách nữa là các bạn sẽ làm như thế này, đưa lược vô, nhấc lên, nhấc tóc lên, cắt bằng như vậy đi nha, vậy nó dễ hơn. Các bạn cắt từ này ra phía sau, mái thì các bạn kéo hết xuống như vậy. Cái phần ở dưới này thì các bạn kẹp tay nó hơi khó, thì các bạn nhấc lấy cái lược vô, nhấc tóc lên. À, bên hông xung quanh đã cắt xong rồi, giờ cái phần mái thì các bạn trải lên đây này, cắt xéo lên thành như vậy ha, cắt từ đây. Và điểm này nó phải dài như vậy mới đúng nha. Từ đây lên, ráp vô với cái điểm ở hồi nãy mình cắt xung quanh đó. Ở phía chỗ xoáy thì các bạn nhớ phải cắt như vậy nha. Đừng có cắt như vậy nha, là nó bị hư ở chỗ này. Cắt như vậy là nó bị thiếu cái tóc, chỗ này sẽ bị giật. Cắt làm sao đi theo cái đường cong của cái con đầu. Như vậy mình đã cắt mái và trên đỉnh đầu xong rồi. Bây giờ các bạn sẽ bắt xuôi từ trước đằng sau để kiểm lỗi thôi. Nó có lỗi là cái điểm nào không nha. Nếu nó bằng rồi thì tốt, còn nó lỗi là các bạn phải cắt lại một chút xíu nữa để cho nó cân đối. Rồi đánh bắt ngang từ bên tay lên đỉnh đầu. Và bây giờ mình bắt từ xoáy ra phía trước để kiểm tra phần lỗi. Hình thành nó đã xong rồi, như vậy là hoàn thiện. Cho các bạn xem này, xung quanh này. Đó, đây là gọi là cách xoay bắt trung nên, cách bấm tỉa dành tay. Và bây giờ tiếp đến cái phần thầy sẽ hướng dẫn cho cạo nha, cạo dao lam. Thì nếu như các bạn nhà có dao lam thì các bạn sẽ học theo cách này để cạo cho nó sạch sẽ cái phần tóc con ở dưới. Các bạn đặt tay che cái phần mặt để xịt nước ha. Xịt nước lên rồi. Và nếu như nhà các bạn không có bình xịt thì các bạn nhúng tay vô cái ca rồi cho nó ướt rồi nè. Rồi nó ướt tay rồi, các bạn bôi lên như vậy để các bạn cạo nha. Các bạn cầm dao như vậy, dựa vô ngón tay nè, làm cái điểm tựa cho con dao nè. Rồi các bạn đẩy nó đi. Rồi chỗ này cạo vậy. Dao lam cạo thì nó hơi nguy hiểm, nhưng mà các bạn phải cẩn thận. Này là dành cho những bạn nào biết cạo dao lam ở nhà nha. Dựa vô ngón tay luôn, làm cái điểm tựa. Rồi, bày lên dao mình.
rồi cái khúc chỗ này để cho bạn cầm dao được như vậy, cạo không? Nếu không cầm được như vậy thì các bạn cầm như thế này, cầm như vậy cạo xuống. Và nếu cầm như vậy cạo xuống không được á thì các bạn cầm như thế này để cạo ngang, cạo ngang qua. Rồi chỗ này căng da ra ha, hai ngón tay căng da, chỗ này cũng vậy, cũng căng da luôn, dựa vô ngón tay này thấy con dao, lấy con dao để dựa vô ngón tay làm cái điểm tựa 7. Rồi từ cái điểm eo này xuống thì các bạn cầm dao như thế này ha, cầm vậy cạo xuống, còn không thì quay dao ra phía sau cầm như thế này chỉnh. Các bạn làm được kiểu nào thì làm, phía sau gáy cũng căng dao ra, lấy hai ngón tay căng ra vậy, vừa con dao vô ngón tay này làm cái điểm tựa 7 số, đặt dao vô là kéo đi liền nhá, không được để dao nằm êm. Cái phần chỗ này cũng vậy, để bắt đầu giật các bạn cạo từ đây xuống chứ đừng cạo từ dưới này lên nha, cạo dưới này nó bị ngược tay khó làm lắm. Hướng dẫn cho các bạn cạo râu tại nhà, xịt vô đây nè, xịt vô tay nhé, vô tay rồi hoa nhẹ lên đây, nó ướt, nó phải ướt, cạo nó mới không bị rát. Để hai ngón tay căng da lên nha. Rồi chỗ này các bạn cạo ngược lên được thì cạo nha, còn không thì thôi cạo xuôi thôi được rồi. Cái phần râu trên này là ria, dưới này là râu, râu thì cạo như thế này. Cảm thấy nó khô nước, đặt pha tiếp, hòa nước lên tiếp để cho nó ướt, đặt cho nó không bị rát. Ở cái chỗ này thì các bạn đặt con dao vô ngón tay này làm cái điểm tựa, đó, càng ngược lên thì trên này chế cái râu ngay mép môi không có cạo xuống được thì càng ngược lên thôi. Rồi mấy chỗ này muốn cho nó sát hơn nữa thì các bạn cũng đặt vô như vậy hoặc là đè như vậy kéo ngược lên, còn không thì không cạo xuôi thôi được rồi nha, đỡ nguy hiểm. Chỉ một cây kéo và một con dao là xong kiểu tóc xoá cho nên. Vậy 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 vậ